Sau đây là kết quả xổ số quản trị thứ 5, ngày 17 tháng 8 năm 2023. Giải 8, trị giá 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 9. Giải 7, trị giá 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 9, 7, 4. Giải 6, trị giá 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 7232-0493-6985. Giải 5, trị giá 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 2365. Giải 4, trị giá 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 79095-08429-67664-64481-30870-38771-44957. Giải 3, trị giá 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 86947-49743. Giải nhì, trị giá 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 03109. Giải nhất, trị giá 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 30167. Giải đặc biệt, trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 39587. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 39507.